Lý Tiểu Nhiễm không phải cái tên xa lạ với khán giả Việt Nam. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình gợi cảm và quan trọng nhất là diễn xuất nhập tâm, giàu cảm xúc nên cô được công chúng cực kỳ yêu quý, mến mộ. Lý Tiểu Nhiễm sinh ngày 8 tháng 5 năm 1976 trong một gia đình bình thường ở Trung Quốc. Cha cô là lính phòng không, còn mẹ cô là dược sĩ. Lý Tiểu Nhiễm đã theo học chuyên ngành múa dân tộc trong suốt 9 năm ở Học viện Múa Bắc Kinh nhờ tài năng và kinh nghiệm đã được rèn luyện nhiều năm trước. Tuy nhiên, múa lại không phải là niềm đam mê của cô. Năm 14 tuổi, Lý Tiểu Nhiễm từng muốn nghỉ học, nhưng giáo viên và cha cô đã hết lòng khuyên can. Năm 17 tuổi, Lý Tiểu Nhiễm tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh và đầu quân về làm diễn viên múa cho đoàn ca múa nhạc Đông Phương. Sau đó, Lý Tiểu Nhiễm đầu quân cho công ty điện ảnh Nguyên Bảo Bắc Kinh. Nữ diễn viên xinh đẹp được khán giả và giới truyền thông đánh giá cao về năng lực diễn xuất. Cô để lại nhiều ấn tượng qua các bộ phim nổi tiếng như Phụng Xuyên Mẫu Đơn, Đạt Ma Tổ Sư, Như Sương Như Mưa Lại Như Gió, Gia Biến, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn. Trong đó, Không Kịp Nói Yêu Em, đóng cùng Trung Hán Lương đã đưa tên tuổi Lý Tiểu Nhiễm lên một tầm cao mới. Bộ phim được đánh giá là siêu phẩm dân quốc không thể không xem, thậm chí được xếp vào hàng huyền thoại ở thể loại dân quốc. Với ngoại hình xinh đẹp, khí chất thanh tao, lại là diễn viên phái thực lực, sự nghiệp của Lý Tiểu Nhiễm đáng lẽ phải rất suôn sẻ. Tuy nhiên, năm 2009, nữ diễn viên công khai yêu đạo diễn Yên Pha, chồng cũ của nữ diễn viên Mai Đình. Cô bị cho là người thứ ba khiến Yên Pha ly hôn nữ diễn viên Mai Đình. Sự nghiệp cũng vì thế mà bị chững lại. Tiếng xấu cướp chồng khiến Lý Tiểu Nhiễm bị ném đá tơi bời. Netizen cho rằng cô nên rút khỏi ngành giải trí vì đạo đức xấu. Mãi đến năm 2018, Mai Đình bất ngờ chia sẻ về cuộc hôn nhân với đạo diễn Yên Pha nhiều năm trước, đồng thời lên tiếng minh oan cho Lý Tiểu Nhiễm. Trên trang cá nhân, Mai Đình cho biết cô và Yên Pha chia tay năm 2005. Năm 2006, hai người hoàn tất thủ tục ly hôn. Cô khẳng định Lý Tiểu Nhiễm chưa bao giờ là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tuy nhiên, Lý Tiểu Nhiễm và Yên Pha cũng chẳng thể thành đôi. Vào tháng 6 năm 2010, đạo diễn Yên Pha bị một nhóm người hành hung, đánh ghen, đâm mấy nhát dao vào bụng và ngực. May mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên bạn trai của Lý Tiểu Nhiễm không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, Yên Pha bị thương vô cùng nghiêm trọng. Người đẹp họ Lý ngày đêm túc trực tại bệnh viện, khóc lóc không ngừng khi biết bạn trai vì mình mà suýt mất mạng. Người hành hung Yên Pha chính là doanh nhân Tôn Đông Hải, cháu trai một vị quan chức cấp cao. Vì quá yêu Lý Tiểu Nhiễm, Tôn Đông Hải không ngại ly hôn vợ để đến với người đẹp, nhưng cô kiên quyết từ chối. Khi biết Tiểu Nhiễm yêu Yên Pha, Tôn Đông Hải đã thuê một nhóm xã hội đen ra tay giằng mặt tình địch vì dám đụng vào người phụ nữ mà hắn yêu. Trải qua sự cố trên, nhiều người tưởng rằng Lý Tiểu Nhiễm và Yên Pha sẽ đến bên nhau. Trong một sự kiện vào tháng 7 năm 2013, Lý Tiểu Nhiễm xác nhận việc đang mang thai, đồng thời tiết lộ cô sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm. Tuy nhiên, gần một tháng sau đó, paparazzi chụp được ảnh cô bước ra khỏi bệnh viện, gương mặt nhợt nhạt đầy nước mắt. Ngay sau đó, làng giải trí rộ lên thông tin Tiểu Nhiễm bị sảy thai. Một số nguồn tin thân thiết với người đẹp này xác nhận chuyện sảy thai là có thật. Một thời gian sau, người đẹp họ Lý và đạo diễn Yên Pha tuyên bố đường ai nấy đi. Sau nhiều biến cố tình ái, Lý Tiểu Nhiễm đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, nhà sản xuất Từ Giai Ninh. Họ gặp nhau trên phim trường phim Không Kịp Nói Yêu Em. Ngày 8 tháng 8 năm 2015, Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh đã cùng tổ chức đám cưới tại nước Mỹ. Những hình ảnh về hôn lễ đẹp lung linh của họ khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Lý Tiểu Nhiễm cho biết, cô và Từ Giai Ninh đã quen biết nhau 16 năm. Theo thời gian, cả hai dần dần nảy sinh tình cảm, từ bạn bè tri kỷ trở thành vợ chồng. Tôi biết anh ấy gần 20 năm qua, coi nhau như thành viên trong gia đình. Chỉ có điều, chúng tôi chưa bao giờ là quan hệ tình nhân. Thời gian khiến tình cảm nảy sinh, không cần nói nhiều, giữa chúng tôi hiểu đối phương là một nửa đích thực tìm kiếm bấy lâu. Lý Tiểu Nhiễm tâm sự về bạn đời. Bên cạnh bê bối đời tư, Lý Tiểu Nhiễm còn từng bị netizen ném đá vì không tôn trọng bạn diễn Tôn Hồng Lôi. Cụ thể, khi tham gia show Thử Thách Cực Hạn, Tôn Hồng Lôi tiết lộ đã nôn mửa suốt 3 ngày sau khi đóng cảnh hôn với Lý Tiểu Nhiễm. Trước khi cảnh quay bắt đầu, anh đã cố ý đánh răng và ăn táo để có hơi thở thơm tho. Nhưng Lý Tiểu Nhiễm lại hoàn toàn ngược lại. Cô đã ăn rất nhiều hành thánh nhồi tỏi tây. Thậm chí Tôn Hồng Lôi có thể ngửi thấy mùi này khi đứng ở vị trí khá xa. Đến lúc hôn Lý Tiểu Nhiễm, mặt anh nhăn nhó khó chịu. Mùi vị của nụ hôn đáng sợ đến mức dù đã đánh răng ngay lập tức nhưng nó vẫn còn vương vấn không thôi. Sau nụ hôn đáng nhớ này, Tôn Hồng Lôi đã nôn mửa suốt 3 ngày trời. Anh bị ám ảnh tâm lý đến mức không muốn đóng cảnh hôn với bất kỳ bạn diễn nữ nào khác. Có thể nói đây chính là vết thương tâm lý trong lòng Tôn Hồng Lôi cả đời. Ở tuổi 46, Lý Tiểu Nhiễm vẫn gây sốt với nhan sắc không tuổi và làn da căng bóng mịn màng. Tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế,
Người đẹp không kịp nói yêu em, tự tin khoe nhan sắc không son phấn. Báo chí ưu ái gọi cô với cái tên nữ thần không tuổi. Thật khó nhìn thấy dấu vết thời gian trên gương mặt của nữ diễn viên sinh năm 1976. Cách đây không lâu, người đẹp họ Lý từng lên hot search Weibo khi xuất hiện cực gợi cảm tại một sự kiện giải trí. Người tình mang ảnh của Trung Hán Lương chiếm trọn spotlight khi diện váy trắng lấp lánh, khoe vòng một khủng như chực trào ra ngoài. Sắp tới đây, Lý Tiểu Nhiễm và Trung Hán Lương sẽ tái hợp trong phim Quãng đời còn lại, chuyển thể từ tiểu thuyết Nợ em một đời hạnh phúc của nhà văn Phỉ Ngã Tư Tồn. Bộ phim kể về câu chuyện của Nhiếp Phủ Thịnh, Trung Hán Lương thủ vai và Đàm Tĩnh, Lý Tiểu Nhiễm thủ vai, một cặp đôi thanh mai trúc mã. Tình yêu giữa hai người bị ngăn cấm do Đàm Tĩnh vì hận thù gia đình mà mang con trai rời xa Vũ Thịnh. 7 năm sau, Vũ Thịnh trở thành bác sĩ ngoại khoa, tình cờ chữa trị bệnh tim cho chính con trai của mình. Với sức ảnh hưởng của Không kịp nói yêu em từ 10 năm trước, nhiều người cho rằng Quãng đời còn lại sẽ gặt hái được thành công lớn. Đây cũng là một trong những bộ truyện hiếm hoi có cái kết đẹp của tác giả được mệnh danh là mẹ ghẻ của các mối tình này.